tiếp tục là một cái video mà test hàng trước khi mà đóng gói gửi đi cho khách hàng. Thì thưa các bác, là cái đơn hàng tiếp theo là cái video em sẽ test cái đôi loa full đơn bát 30, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio và mã sản phẩm là con ES12. Và cái đơn hàng này thì sẽ có gửi bưu điện cho một cái bác khách ở bên Huốc Phượng, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thì chú khách tên là Đặng Đình Tường. Thì chú khách này là một chú khách quen các bác nhé. Chú khách quen, chú đã mua rất nhiều hàng ở bên em rồi. Và hôm nay thì chú ấy có gọi đến bên em và có muốn bên em tư vấn chú là muốn mua một đôi loa loa để mà sử dụng ở gia đình. Thì theo cái bên em thì xem cái cấu hình của chú thì em thấy là cái với cái không gian mặt sàn của chú cũng như là cái cách sử dụng thì nó sẽ phù hợp với chú, là chú sẽ dụng là một đôi loa full đơn bát 30. Và cái đôi loa full đơn bát 30 hôm nay em đưa ra đó là một cái dòng mà loa cao cấp đến từ nhà hãng là PS Audio. Và trong đầu cái video này thì em sẽ khẳng định với các bác là nếu mà các bác mà đang có nhu cầu muốn sử dụng một đôi loa full đơn bát 30 ở cái cấu hình mặt sàn mà các bác muốn sử dụng, nó tư rơi vào tầm độ khoảng từ 20m2 đến 70m2, thì các bác sẽ lựa chọn cái đôi này. Và cái đôi này thì khẳng định với các bác là âm thanh rất là hay, vì đây là một cái mẫu sản phẩm model là dòng cao cấp của PS Audio. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái sản phẩm ra để mà giới thiệu sâu hơn cho các bác. Ở đây thì thưa các bác, thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài full đơn bát 30 của PS Audio. Và đầu tiên thì bây giờ em sẽ mời các bác nghe một cái đoạn nhạc, sau đó thì em sẽ giới thiệu tốt hơn, sâu hơn về cái sản phẩm. Các bác sẽ nghe cái phần âm thanh. Và ở đây thì trong cái bài này thì em đang sử dụng một con đẩy 2 kênh nhé, một con đẩy 2 kênh. Và hiện giờ thì đôi loa này nó đang hoạt động ở cái mặt sàn là 110m2. Chỉ có hai chiếc loa này, không hề có bất kỳ một cái loa trầm hoặc là loa nào khác. Đấy, chỉ có đôi loa này, một cục đẩy 2 kênh và một con vang. Để các bác sẽ nghe cái phần âm thanh. Thì em sẽ mời các bác nghe một đoạn âm thanh ở trên cái hệ thống loa này các bác nhé. Nghe âm thanh cực kỳ đã luôn. Thưa các bác, là âm thanh cực kỳ dã man. Thì thưa các bác, em phải nhấn mạnh các bác, đây là một cái dòng mà loa cao cấp của PS. Cái model này là cái model mà đứng đầu về chất lượng của PS Audio, với cái cấu hình mà bát 30, full đơn bát 30. Và hiện giờ thì cái con này nó đang gào thét ở cái không gian mặt sàn mà là 110m2. Và khi mà các bác đặt ở vào cái không gian độ khoảng từ khoảng 70m2 thì âm thanh nó còn hay hơn rất là nhiều. Và với cái đây thì em sẽ quay qua, các bác sẽ nhem xem lại một lượt về cái kiểu dáng con này. Thì đây là một cái dòng mà cao cấp, và những cái model đời mới của PS Audio thì các bác sẽ nhìn thấy kiểu dáng rất là đẹp. Các bác sẽ nhìn thấy cái kiểu dáng. Thứ nhất là về phần mà kiểu dáng ở đây thì các bác thấy là mặc dù nó là cái cấu hình bát 30, nhưng mà các bác thấy là cái kiểu dáng của nó rất là gọn mắt, rất là xinh xắn ở đây. Mặt trước đó là mặt ê căng bằng kim loại sơn tĩnh điện rất là dày, và sau cái lớp kim loại này nó là lớp vải dù. Với hai cái lớp này thì nó sẽ bảo vệ cái cấu hình bát loa cũng như là chép loa ở bần phía trong. Và các bác thấy nhìn thấy đang đưa đan cái lưới mắt mắt ở đây thì nhìn trông là cái hình tổ ong đây rất là đẹp. Ở đây là cái mã QR của PS Audio, logo thương hiệu là PS Audio. Và cái phần mộc cũng như là cái phần thi công ở đây các bác thấy là cực kỳ là trau chuốt, vì đây là một cái dòng mà sản phẩm mà cao cấp, thành ra là nhìn trông nó rất là chắc chắn và rất là trau chuốt. Ở đây thì ở ngoài cùng đó là lớp sơn sần, và cái lớp sơn sần này thì là rất là dày. Thì nó sẽ bảo vệ phần cốt loa bên phía trong thì nó sẽ không bị ẩm mốc, cũng như là phần bảo vệ phần chảy xước của loa. Với thứ hai nữa là ngoài cái phần mà keo đinh thì ở cái loa này thì nó sẽ có thêm là cái phần mà gông loa. Các bác thấy là có một con ốc ở đây, một con ốc ở đây, thì ở bên trong nó sẽ có một cái táp gông, nó sẽ gông hai cái tấm gỗ lại với nhau nó rất là chắc chắn, cũng như đây là sẽ có một cái gông nữa. Thì những cái gông này thì nó sẽ gia cố lực cho cái phần mà miếng gỗ ở phần phía trên và miếng gỗ ở phần phía hông và xung quanh thì nó sẽ chắc chắn hơn và nó sẽ bền bỉ hơn. Rõ ràng khi mà loa nó hoạt động ấy thì trong cái quá trình sử dụng lâu dài thì về sau ví dụ như là cái phần mà thùng loa nó không tốt ấy thì nó sẽ bị hở những cái khe gỗ tiếp giáp giữa hai cái lớp gỗ, thì nó hở như vậy thì nó sẽ tạo thành cái tạp âm va đập giữa hai cái
cái lớp gỗ với nhau, khi mà loa nó chạy nó rung, và thứ hai là nó sẽ có cái khe hở, nó thoát cái khí ra, nó tạo thành cái tạp âm. Và đây là cái lỗ thông hơi này. À, phần phía sau ở đây chúng ta sẽ có cái đường tín hiệu vào. Đường tín hiệu vào thì nó sẽ sử dụng là cái rắc lưu trích ở đây. Rắc lưu trích ở đây thì là có hai lỗ, một lỗ là đường vào, một lỗ đường ra, trong trường hợp mà các bác sử dụng làm line 2-3 loa song song với nhau. Thì hai cái lỗ này thì nó thông mạch ở bên phía trong. Thì với cái thông qua đây thì chúng ta sẽ có phần công suất âm thanh. Chúng ta sẽ có cái model sản phẩm là con ES12, và cái công suất trung bình của nó là 450W, và công suất cực đại con này rất là khủng luôn là 1800W. Và cái trở kháng của loa nó là 8 ohm và nó sẽ hoạt động ở trong cái giải là từ 50 đến 20 kHz. Và cái độ nhạy con này rất là khủng luôn các bác nhé, độ nhạy là 98 dB, thành ra là cái âm thanh con này cực kỳ là hay. Và mỗi sản phẩm của bên PS Audio thì đều có một cái mã số riêng để người ta quản lý về cái lượng hàng cũng như là cái chế độ bảo hành sau này. Và đây là một cái miếng nhôm sơn rất là đẹp, rất là chắc chắn. Và thứ hai nữa là có những cái ốc ở đây là ốc hạng dạng sao, rất là chắc chắn. Toàn bộ những cái ốc ở đây là những cái ốc mà kim loại chống rỉ loại tốt và sơn tĩnh điện rất là dày, độ bền rất là cao. Và thông qua cái tai sách ở hai bên thì các bác thấy là cái cốt gỗ ở đây nó rất là dày các bác nhé, cốt gỗ rất là dày. Đấy, rất là chắc chắn và bền bỉ theo thời gian, là kiểu dáng con này rất là đẹp. Và cái loa này thì các bác có thể là sẽ có nhiều cái tư thế để chúng ta kê đặt cái sản phẩm này. Chúng ta có thể là đặt ở cái giá như này, hoặc là các bác có thể đặt cột, cái con này nó có cái lỗ để cắm cột chân loa, hoặc là các bác có thể là treo đứng bởi hai cái ốc treo đứng này, hoặc là các bác có thể là treo nằm ngang bởi hai cái ốc này. Thì rất là nhiều cái tư thế để chúng ta lựa chọn để đặt cái sản phẩm này. Và bây giờ các bác sẽ nghe lại một đoạn về phần âm thanh. Và các bác lưu ý hộ em là với cái con này thì nó là một cái dòng mà cao cấp, và cái độ nhạy của con này rất là cao, thành ra các bác nghe những cái giải âm của nó nghe cực kỳ đã tai. Ở đây là em chỉ duy nhất là chỉ có hai chiếc này hoạt động ở trong cái mặt sàn là 120m², nhưng mà các bác nghe cái phần đầu tiên đó là cái giải trung và giải chép thì nghe rất là sáng tiếng và rõ tiếng. Cái tiếng tí tách, tiếng kẽo kẹt ở giải thép thì nghe rất là đã tai. Và thứ hai nữa là giải bát của con này thì nghe rất là sâu, rất là lực các bác nhé, rất là sâu, rất là lực. Mặc dù ở cái không gian này nó không có loa trầm, nhưng mà cái tiếng bát của con này thì cắt ở cái tần số rất là sâu, thành ra là nghe tiếng trầm nó rất là đã tai luôn. Mặc dù là không có loa siêu trầm nhưng mà nghe như là có loa siêu trầm thì rất là hay. Thì với cái hệ thống âm thanh ý, ngoài chúng ta nghe bằng tai thì với cái giải trung và giải chép là chúng ta sẽ nghe lắng nghe bằng tai. Và cái giải siêu trầm thì không những là chúng ta cái giải trầm của loa nhé, giải bát của loa ấy, thì không những là chúng ta sẽ nghe bằng tai mà chúng ta còn cảm nhận âm thanh bằng cơ thể. Thì với cái giải trầm mà con này nó cắt ở cái tần số nó rất là sâu, thành ra là chúng ta đứng gần ấy, hoặc là đang ở nghe ở cái hệ thống âm thanh thì cảm thấy là cơ thể của chúng ta nó cũng rung theo cái nhịp điệu của âm thanh. Thì đó là cái hiệu ứng của những cái loa trầm, loa bát mà cái tiếng trầm của nó sâu thì nó tạo thành cái hiệu ứng đấy. Và các bác sẽ nghe lại cái phần âm thanh cực kỳ đã luôn. Nghe cực kỳ phê luôn các bác nhé, cực kỳ phê luôn. Và với cái kinh nghiệm làm nghề mới, thứ hai nữa là cái uy tín của cửa hàng ấy, thì em đứng ra em bảo lãnh các bác là với cái số tiền con này thì bên em đang bán với khung giá là dưới 10.500.000. Thì các bác đặc biệt lưu ý với em, cũng là thông cảm cho bên em, là bên em quảng cáo và bán trong cái thời gian dài và giá thành thì nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và nữa là cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm mà hàng chính hãng, và giá mà bên em công khai ở trên mạng thì được nhà hãng người ta quản lý. Thành ra là cái giá mà đưa ra cái giá công khai ở trên mạng thì giá rất là cao. Thành ra là các bác lưu ý là bên em chỉ ướm chừng kinh tế của bác là giá là dưới 10.500.000. Thì để mà có cái giá chính xác nhất, giá cụ thể nhất cũng như là giá hợp lý nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Thì bên em sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Đấy, còn chỉ ướm chừng kinh tế của bác là giá dưới 10.500.000. Và với cái giá dưới 10.500.000 thì em đứng ra em bảo lãnh các bác, nếu mà các bác đầu tư với cái khung tiền này mà các bác nhận được hàng mà các bác không ưng ý, các bác gửi lại em nhập lại và em chịu toàn bộ chi phí cho các bác. Vì em rất là tự tin với cái dòng loa này, với cái khung giá này, thì các bác chắc chắn 100% là các bác nhận hàng và các bác gật đầu ngay với cái sản phẩm. Vì âm thanh con này cực kỳ là tuyệt vời. Nếu mà các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là rất nhiều những anh em thợ, và đặc biệt là có một cái bác thợ ở bên Vĩnh Phúc, bác ấy chuyên đi dựng phòng hát, và bác ấy đã nhập ở bên em là đến 7 phòng.
7 phòng và mỗi phòng ít nhất là sử dụng 2 đôi đấy, đến 3 đôi loa full đơn bát 30 và bác ấy toàn bộ bác nhập cái model này hết. Đấy, và bác ấy rất là ưng ý, thì khi mà lắp cho khách hàng thì khách hàng rất là gật đầu với cái sản phẩm, thì cái sản phẩm này bán cực kỳ chạy và em đứng ra em bảo lãnh các bác luôn. Các bác nhận hàng mà các bác chê không hay em nhận lại hàng luôn, toàn bộ chi phí là em sẽ chịu cho bác, vận chuyển cho em chịu cho bác. Vì con này đảm bảo các bác là nhận hàng là ưng ý luôn, kiểu dáng đẹp và chất lượng âm thanh cực kỳ là hay của cái sản phẩm này. Đấy các bác nhé, các bác sẽ nghe lại cái phần âm thanh. Cực kỳ đã luôn. Và đây thì cái sản phẩm đã test xong và đây em đọc lại cái đơn hàng này là gửi cho một cái bác khách ở bên Thái Nguyên. Đây cái sản phẩm này thì cái tờ giấy này em vừa để cái lỗ thông hơi nó giật rách cái tờ giấy luôn, nó rất là khỏe luôn các bác nhé. Là chú Đặng Đình Tường ở bên Huống Thượng, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thì chú này chú nhắc lại là chú một chú khách quen, chú đã mua rất nhiều đồ ở bên em rồi. Chú đã mua rất là nhiều đồ và hôm nay thì chú tiếp tục chú ủng hộ bên em là cái con loa này. Và khẳng định với các bác là với cái dòng loa này thì chú nhận hàng thì chú gật đầu luôn. Âm thanh cực kỳ phê luôn các bác nhé. Và cái con này thì cái giải sử dụng nó rất là phong phú. Cái giải sử dụng ở đây là có nghĩa là như nào? Các bác mà nghe nhạc nhẹ, nhạc bolero, nhạc không lời, các bác bật nhỏ nhẹ du dương thì nó vẫn thoát tiếng, âm thanh nó vẫn hay, vẫn tròn tiếng, vẫn chắc tiếng. Đấy. Đấy, vẫn tròn tiếng, vẫn chắc tiếng. Và các bác muốn nhạc mạnh, nhạc khỏe, nhạc sàn, nhạc DJ, bass mạnh các bác tăng lên. Đấy là cái giải sử dụng. Một số những cái dòng loa thì nó bị cái nhược điểm, nếu mà ví dụ như cấu hình bass to mà các bác bật nhỏ thì nó bí tiếng, nó không tròn tiếng và âm thanh nó không hay. Thì đây là những cái nhược điểm của những cái loa mà chất lượng thấp, cái giải có cái giải đáp ứng nó kém. Nhưng mà đối với những cái dòng loa mà cao cấp này, cái độ nhạy của nó cao ấy, thì các bác bật nhỏ nhưng mà nghe vẫn tiếng nó vẫn rất là rõ tiếng, rất là sáng tiếng và tiếng bass rất là tròn, rất là sâu. Và bật to lên thì cũng vậy và âm thanh nó rất là khỏe nhưng mà nó không bị vỡ tiếng, nó không bị méo tiếng mà âm thanh vẫn rất là tròn, rất là căng. Thì đấy là những cái ưu điểm trên những cái dòng mà loa cao cấp như cái model sản phẩm này. Nhắc lại cái model sản phẩm là con này là con đấy ạ. Còn ES12 hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio. Và đây là cái model cao cấp của nhà hãng PS Audio. Thì các bác hoàn toàn an tâm về chất lượng các bác nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ đóng cái sản phẩm lại. Và em lưu ý các bác đây là một cái dòng mà loa chuyên hát karaoke. Có nghĩa là các bác vừa hát karaoke được và vừa nghe nhạc được. Và nó là dòng là loa full, loa đầy đủ những cái giải trên cái sản phẩm này. Các bác có thể là ví dụ như là muốn mà nó sẽ khủng khiếp hơn nữa thì các bác sẽ đầy đủ hơn nữa thì các bác sẽ sắm thêm một cái loa siêu trầm. Còn đối với những cái bác nào mà phòng nó nhỏ rồi thì các bác không cần sắm loa siêu trầm. Cái giải siêu trầm con này rất là đã luôn. Đây. Ok, thì cái sản phẩm này đã test xong thì xin phép các bác là em sẽ dán tem bảo hành cũng như là đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Và toàn bộ những cái sản phẩm đời mới cao cấp của PS Audio thì nhà hãng người ta rất là tự tin với chất lượng sản phẩm cũng như là tự tin với độ bền sản phẩm. Thành ra người ta sẽ bảo hành cho các bác là 25 các bác nhá. Bảo hành 25 cái sản phẩm này. Đấy thì rất ít hãng bảo hành loa mà 25. Thì với cái sản phẩm của PS Audio thì người ta tự tin với chất lượng sản phẩm, người ta sẽ bảo hành cho các bác là 25. Thì các bác hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm các bác nhá. Ở đây bên em sẽ đóng gói cái sản phẩm. Cái con này thì ở phần phía dưới thì nó sẽ có cái cọc để các bác cắm cái chân loa trong trường hợp mà các bác sử dụng những cái chân loa cắm cọc các bác nhé. Ở đây thì em sẽ tặng kèm theo các bác là dây loa và jack Neutrik để các bác đấu các bác nhé. Các bác sẽ bảo bên em là cần bao nhiêu mét thì bên em sẽ tặng kèm các dây loa. Thưa các bác thì hàng đã đóng kiện ok các bác nhé. Hàng đã đóng kiện ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và phần kết thúc video thì các bác sẽ giúp đỡ bên em, ủng hộ bên em bằng cách là ở phần phía kết thúc video nó sẽ có cái biểu tượng hình tròn. Các bác sẽ ấn vào để đăng ký kênh hoặc là phần ở phía dưới video nó sẽ có cái nút đăng ký thì các bác sẽ ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh là rất là có ý nghĩa bên em thì các bác sẽ ấn đăng ký để ủng hộ kênh của bên em. Cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Cảm ơn các bác. Xin chào các bác ạ.